Why? Mình nói thật với các bạn nhé, mình sắp thua các bạn đến nơi rồi. Tính suốt từ thời điểm mình lập kênh đến giờ, mình đã làm về cái con dê này 17 video rồi. Các bạn vẫn đòi thêm. Mình lập kênh YouTube ra với mục đích là truyền tải càng nhiều game đến cho các bạn càng tốt, và nội dung sẽ ở cái mức chất lượng nhất có thể. Nhưng mà các bạn biết không, cuộc đời thì không như cuộc chơi. Với ngần ấy video và 50k sub, tôi vẫn là một con đỗ nghèo khỉ chính hiệu. Nên là nhá, video này làm dê nhá, video này làm dê. Tôi sẽ làm video con dê cho các bạn xem, đến khi nào tôi đạt nút bạc thì thôi. Ok chưa? Đây nhá, dê ở các bạn đây nhá. Tôi nhận ra là tôi vẫn còn một vài con dê mà tôi chưa chơi. Bây giờ muốn video về dê thì phải làm kiểu này thôi, tại vì bí ẩn thì cũng khám phá hết rồi. Thì là trong cơn cùng cực, tôi đã nhận ra là mình còn một vài con dê mình vẫn chưa đụng đến. Ví dụ như ở đây có rất là nhiều này. Ở video trước thì mình cũng đã giới thiệu các bạn khá nhiều các con dê khác nhau rồi. Thực sự để mà nói thì tạp chủng với cả các cái loại của con dê họ hàng này nó khá là hà đông đấy. Mỗi con ấy thì nó lại có sức mạnh khác nhau. Ví dụ như ở đây là tôi chọn con Feather Coat này. Thì ở trong cái bộ não non nớt của tôi còn nhớ ấy, thì Feather ngày xưa tôi đi học nó là lông vũ. Thế thì chứng tỏ cái con dê này nó có liên quan gì đó đến họ hàng nhà chim. Gà qué gì đấy tôi không biết. Nhưng mà các bạn có thể dẹp ngay cái ý nghĩ biến thái đấy trong đầu đi được rồi đấy. Không phải như các bạn nghĩ đâu. No! Có nằm mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ dê kết hợp với cả chim lại ra được đà điểu. Chuyện lạ Việt Nam à? Ok, tôi biết phải đặt tên tiêu đề video là gì rồi. Giả lập dê nhưng tôi lại là đà điểu. Cứ đặt tiêu đề như thế thì làm đến Tết năm sau cũng chưa hết video về dê thật. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ khám phá một cái map, nói chung là chúng ta vẫn chưa biết quá nhiều. Đó là map Ghost Simulator Waste of Space. Thì như các bạn cũng đã thấy, chúng ta đang ở trên cái trạm không gian. Hey, mở cửa cho em đi ra. Không mở à? Ok, không sao. Quả thực là tôi cũng không biết cái con đà điểu của tôi nó kiếm đâu ra cái bộ du hành vũ trụ này. Quá là pro VIP. Ai da? Tôi lại còn có cả mũ bảo hiểm nữa các bạn ạ. Đây nhá, cho các bạn chiêm ngưỡng kỹ lại một lần cái bộ quần áo này của tôi. Trông vừa khít lỗ, chưa còn gì nữa. Tôi đang check lại các cái chức năng của cái con dê lông vũ này nó có hoạt động một cách bình thường không. Như những cái video trước các bạn cũng đã biết ý, thì bất kỳ một cái con dê nào khác nó đều có một cái sức mạnh đặc biệt riêng. Các bạn để tôi bay thử xem nào. Có vẻ như là con này nó bay được. Hoặc là thế, hoặc là nó chỉ vỗ cánh thôi. Tại vì ở trên này không có sức hút mà các bạn. Trong vật lý người ta gọi cái này là trọng lực đấy. Và như mình để ý thì nãy giờ cái con đà điểu của mình nó có thể chạy rất nhanh đúng không nhỉ? I'm fast as fuck boy. Still fast as fuck boy. Tại sao cái cu này nó lại ngồi đây với cả một cái bánh rán để trên bàn như này nhỉ? Lạ thật đấy, trên vũ trụ cũng có người bị trầm cảm à? Thế cái kia là cái gì đây? Đây có lẽ là một câu chuyện buồn mà chắc không ai trong chúng ta có thể giải thích được. Tôi nghĩ là tôi sẽ chia sẻ với anh ấy một chút. Giả dụ như là tôi chia sẻ cái xe máy này đấy. Chia sẻ thì úi dồi, sẽ nổ. Phải nói là tôi đang đi khắp cái bản đồ này để tìm những cái điều thú vị làm về cái game con dê này cho các bạn. Thì nghe giang hồ đồn thổi rằng là ở trong cái bản này, cái điều mà tôi chưa làm đó là lái cái tàu vũ trụ. Nghe đồn là có một cái tàu vũ trụ đâu ở đâu ấy, là tôi có thể lên và điều khiển bằng bốn cái chân của mình được. Tôi có thể đi ra ngoài này, bắn vào các chòm sao mà các bạn nhìn thấy ở ngoài trái đất ấy. Thậm chí là bắn các bạn luôn. Để tôi xem nào. Ở trong cả một cái hành tinh to đùng như này thì cái tàu vũ trụ đấy nó có thể ở đâu được nhỉ? Cái trên kia phải tàu vũ trụ không các bạn? Mình nghĩ là mình vừa nhìn thấy nó xong. Kìa rồi, cái tàu vũ trụ chứ còn gì nữa. Khổ, trốn kỹ thế. Trốn kỹ hơn bạn gái của các bạn nữa. À, con chó này. Bố mày bắt đầu tình yêu mày rồi đấy. Ai dạ, kinh quá nhỉ. Cái tàu vũ trụ này trông như tàu vũ trụ các bạn ạ. Để tôi thử đăng nhập vào trong cái tàu này xem. Lên lái được luôn các bạn. Tại sao cái móng chim của tôi lại trở thành cái guốc dê này? Các bạn nhìn kìa, tôi còn có cả một cái hình nộm ở trên du thuyền luôn. Nói thật với các bạn là tôi cũng có kinh nghiệm lái máy bay lâu năm rồi. Thì cái du thuyền này đối với tôi nó chỉ là cái chuyện nhỏ. Các bạn chờ tí để mình đi mình làm lại cuộc đời cái. Khổ, như vậy là mình có thể di chuyển được hai tay này. Đấy, còn cái bên kia thì đã là chuyển hướng di chuyển. Sao khó thế nhỉ? Bay đi bay lại lộn mấy vòng rồi. Lái khó quá. Ở đâu có cái biển chỉ dẫn cái nhỉ? Ở đâu có cái tờ giấy hướng dẫn lái tàu cái?
A few moments later. Sau một thời gian vật lộn với cả cái tàu không gian này, thì cuối cùng tôi cũng đi được ra ngoài vũ trụ. Nhưng mà cái việc điều khiển cái tàu này đối với tôi nó là một là vẫn còn là một cái ẩn số. Đây, như các bạn cũng có thể thấy, tôi lái cũng cẩn bó cẩn phết, nhưng mà cứ không thể nào mà đi thẳng được, nó cứ phải lộn lộn một tí. Có lẽ là tôi sẽ phải xin phép các bạn, tôi không thể nào mà khám phá được cái tàu vũ trụ này một cách triệt để đâu. Tại vì các bạn không biết là bây giờ tôi vừa nói vừa lái như này, thực sự tôi đang cảm giác rất là buồn lôn. Các bạn ơi, tôi nghĩ là tôi đến cái giới hạn tôi rồi. Tôi xin phép. Tôi rút lui đây. Tôi không lái được, chịu nhá, tôi chịu đấy. Ở trong phiên bản Great of Space này thì còn cái một chỗ nữa tôi muốn cho các bạn xem nếu mà tập trước các bạn bỏ lỡ. Đây, anh em còn nhớ cái chỗ này không? Công việc thì đây sẽ là một cái pin mà tôi phải lắp vào vị trí này, đúng rồi. Không biết nó làm gì nhỉ? Ơ, à, trái đất của chúng ta kìa. Nói chung là khám phá ở cái thế giới Waste of Space này cũng đủ rồi. Chúng ta còn một vài cái con dê khác mà mình cũng muốn cho bạn xem. Ok, để mình xem ở đây nó còn có cái thể loại dê như nào nữa nào. Để mình chọn bừa một con xem. Con nào mà mình chưa từng chơi ấy. Blue Strike là gì? Một con dê màu trắng chuyển sang màu xanh. What? Có mỗi thế thôi á? Thế thì hơi bị nhạt nhở. Mình có cần cái kỹ năng đặc biệt đấy để nhào lộn đâu. Bình thường mình vẫn lộn được đây này, có gì đâu. Thì nói chung là chọn con dê khác. Chúng ta còn có thêm Flappy Goat, kiểu Flappy Bird hay sao ấy. Ok nhá. Vậy là ở Flappy Goat chúng ta có hai cái cánh, mà tôi hoàn toàn là không bay được. Thế cái sức mạnh của cái con dê này rốt cuộc nó là gì? Tại vì đây, cánh nhưng mà có bay được đâu. Bay kiểu này thì thằng kia nó thậm chí nó vượt tôi kìa. Đây rồi, thưa các bạn trẻ, thưa các bạn nhỏ, chào mừng các bạn đến với cái khu vui chơi ở thế giới loài dê. À, thực ra là nó cũng không phải là thế giới loài dê, mà nó là thế giới loài người, mà tôi là con dê kiểu đấy. Thì nếu như con dê Flappy Goat không thể bay được, thì cái con dê mà các bạn đang nhìn thấy ở đây hoàn toàn có thể làm được điều đấy. Hiện tại thì tôi đang đứng ở trên một cái xích đu hay là cái gì đó, tùy người gọi cái này nó là cái gì ấy. Thì để lên cái tầng cao nhất tôi mới bắt đầu biểu diễn cho anh em xem cơ. Rồi, cũng đủ cao rồi các bạn nhìn này. Đây, con dê này thì nó bay được. Tại nó là con dê nhảy dù. Nhưng mà Duy ơi, dê nhảy dù không phải siêu năng lực. Các bạn nhìn thấy con dê nó nhảy được dù chưa? Mà các bạn lại bảo dê nhảy dù không? Kỳ lạ thật. Ở đây tôi thậm chí còn có một cái con dê khác, đó là cái con dê lò vi sóng. Đây các bạn. Ui dồi ôi. Nếu như mà lạc quan lên để mà nói thì tôi có một cặp chân khá là đẹp, lại còn rất trắng. Còn ở mặt khách quan để mà nhận xét ý, thì tôi là một đứa dị dạng. Tôi ắt hẳn phải là thành quả của một anh thanh niên có một cái bụng hình như là quá đói. Hoặc là mẹ tôi ắt hẳn phải gắn thêm một vài cái phụ kiện thì mới ra tôi được. Có thể bạn nghĩ tôi hơi phế, nhưng tôi sẽ ngay lập tức chứng minh bạn sai bằng việc lộn một vòng này. Đây này, bạn nhìn cho kỹ này. Đấy, bạn làm được thế không? Tại sao mình lại ngồi đây chơi một cái lò vi sóng nhỉ? Thật sự luôn đấy. Bình luận của Quốc Anh Lê: chú Duy ơi, cho cháu lên TV nhé. Giới thiệu với tất cả mọi người ở kênh mình, đây là cháu trai của mình. Đã là cháu trai là mình phải cho lên TV là đúng rồi. Cảm ơn Quốc Anh đã comment video của chú nhá. Nhớ like video đấy. Comment của Khiêm Hoàng Thị Minh: dê của em đâu? Đây nhá các bạn nhá, làm chứng cho mình. Các bạn cứ vào cái video cũ của mình mà có ít hơn 10 cái comment đòi video dê thì mình bé luôn, mình nói thật. Thì đây, được rồi, mình đã ra video về dê rồi đây. Cảm ơn Khiêm Hoàng Thị Minh đã comment nhá. Bình luận của Sim Chúa: ngày hôm nào có với Dương đây ạ, Dương 404 à? Hôm qua mình vừa mới đánh nhau nó trên livestream mà. Anh em nào mà hóng livestream của mình ấy, nhớ ấn vào cái chuông để mà bao giờ mình livestream nó thông báo cho anh em, chỉ cần việc vào xem thôi. Gạ kèo đánh nhau với Dương đơn giản. Bình luận của Tiệp Trần Văn: chết bởi một cái kim tự tháp, mặt mếu khóc hay cười. Kim tự tháp không phải là thác nước quá nhỉ? Kim tự tháp bạn nhá. Cảm ơn Tiệp Trần Văn đã comment. Bình luận của Duy Đinh: đến lúc bạn gá channel đi nghĩa vụ quân sự về thì có khi anh Duy còn đạt được nút kim cương vì những video của anh ấy làm rất cuốn hút. Yes, những cái bình luận này làm mình cảm thấy rất vui. Cảm ơn Duy Đinh đã comment. Những bạn chính thức trở thành fan cứng của mình, không cần phải đăng ký đâu nhá. Mình
sẽ cho nốt Đức Anh TV News lên video. Vì comment của bạn này được tận 7 like. Video 7 like trong đó là có của mình mà. Nhiều like thế chắc hẳn là phải là một cái bình luận gì đó rất là hay ho rồi. Cảm ơn Đức Anh TV News đã comment. Nguyễn Kiều Dung comment: anh Duy nghĩ có tham gia vào âm nhạc không? Ví dụ là cover hay sáng tác bài nào đó. Em có hay vào kênh YouTube gaming để hỏi người ta có làm nhạc không thế hả Kiều Dung? Sao lại thế hả em?